Giang hồ mà sợ chó. Lắm vừa tỉnh lại câu đầu tiên. Không thấy chó sợ. Nghe đi. Đây là một trong những cái cảnh mà gần kết của phim rồi. Bà Câm bị bắt cóc. Thả tôi ra. Đứng, thả tôi ra dịp đầu đó. Vô hết đi, tao tập ra ngoài đó. Tao tập cho lẻ nè. Vô đây một lần nữa đi. Ủa giống như nghỉ mát chưa kìa. Đây là trước mà biển hôm nay là trung luôn. Vô này. Thấy con này điểm mà. Em muốn giấu đâu. Nó giữ lên, hồi nãy giữ mà. Chú này là cân dao của đứa kế làm á. Nó là con mấy nó. Kìa nói theo. Hai cái chồng dao á. Chú mượn dao thôi. Trời ơi, được rồi. Vô. Tôi túi rồi. Nếu mọi người đây là giao thiệt giao giả, đương nhiên nhìn là biết giao giả rồi. Nhưng mà ta, khi mà mình quay lên thì rất là giống giao thiệt. Nhưng mà mọi người coi nè, nếu mà cái đầu này mà giao thiệt thì nó sẽ rất là nhọn, nó bén. Còn cái này thì nó đục rất là đục luôn nè. Cứ đi chân ngựa thì nó cũng không muốn làm gì trơn. Này, kế người ta làm. Chung rồi, chung rồi đi. Chung rồi hả? Chung với ông thầy ngồi đi. Rồi 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 mày rõ chuyện đó không ra ai hết mà. Anh mình để chú diễn với chú. Gái dài và đẹp dưới người ta. Tại sao cô Hồng thì giao cái vali ra. Cô đi đâu rồi? Nếu không thì phải chết. Tú biết vali nữa đó. Nếu không thì phải chết. Vậy đó. Tú ra. Tôi không biết có vali của mấy người ở đâu hết. Mày sợ sao? Chập đầu lên đó bạn nhá. Mày cứ sao? Rõ ràng tao thấy. Ô à, quên, không có anh quên. Nó cướp khỏi tôi rồi. Quên, anh nói rồi. Mày đừng có sợ. Mày cướp khỏi tao rồi. Mày đừng. Mày đừng. Anh em tụi bay giữ cái vali. Rõ ràng thằng anh của mày. Không được. Anh em tụi bay giữ cái vali nói thẳng luôn. Mày đừng có sợ. Chính anh em của mày giữ cái vali đó. Thì ra ông là người báo cho hắn, không đúng rồi, xấu xa. Ra ông là người đã báo cho hắn, xấu xa. Người không gì mình, trời chu đất diệt. Những gì hai anh em mày lấy của tao, tao sẽ đòi lại bằng hết. Đặc biệt là mày á, mày phá tao bao nhiêu? Nhất là mày á, mày phá cho tao rồi, bằng tao là hết. Đúng rồi là cậu. Những gì anh em mày lấy của tao, tao sẽ đòi lại hết. Giờ tính sao đi con? Giờ tính sao đi con? Chuyện của tôi ông đừng xía vô. Sao có vậy? Ông con này anh nói với thầy một cách thiếu nghiêm túc vậy? Sư phụ. Nói cho ông biết. Ngoài đời là sư phụ thôi chứ đâu có tuổi nhỏ hơn tôi. Ngoài đời ông là sư phụ tôi thôi. Cái tuổi là tôi với ông hiểm ngang nhau. Nhớ hồi xưa. Sư phụ với con mẹ gì ông ác. Mẹ. Ông chơi tôi hồi xưa là từ hồi còn nhỏ rồi. Ông biết tôi sợ chuột. Ông biết tôi sợ chuột mà. Mà ông sắm nguyên bầy chuột từ dưới lên. May là tôi trốn khỏi sư môn đó. Cái đừng có đó tôi sức môn, sức môn gì vậy đó. Mày thiệt là đúng là đồ chứa diệt mày. Mày đúng là đồ phản thầy. Phản thầy, rồi ok. Bá liền.
mày đúng là đồ, mày đúng là đồ phản thầy, là đồ phản thầy. À, mày, mày đúng là đồ, mày mày đúng là tụi bay thử âm tâm, tụi bay cho xuống sau. Thôi, tụi bay thấy anh quay da, anh quay da là thằng này nhảy ra liền. Đi đi đi, thằng này nhào vô quay da nhảy đi. Đúng rồi. Biết gì là tốt. Nó xạo. Tao thấy rõ ràng anh em mày giữ cái vali đó đó. À, thì ra là ông cùng đồng bọn với nó. Ông là đồ xấu xa. Khi nó vung anh đó là mất dạy đó. Anh mới ăn sòn uống rút mày. Anh mới ăn sòn uống rút. Anh cái tập mình hay rồi. Mất rút. Mùi này mùi gì mất rút. Mất rút. Mất vệ sinh. Mất vệ sinh. Mất kiệt quan. Đâu không biết đâu con người được. Tán liền á, không anh cả đó. Mất gì mất. Ông này ông tán được mà em phá của ông bao nhiêu vụ rồi. Tiếp tới là trời. Giờ mình tính sao con? Sao gì? Tính chuyện của tôi để tôi lo. Ok, tới ông. Tại sao bỗng nhiên con này ăn nói với sư phụ một cách thiếu nghiêm túc như vậy? Thiếu nghiêm túc. Sư phụ. Ông đã chơi tôi từ nhỏ. Làm gì có. Có à? Ai? Ai? Ông biết tôi sợ chuột mà. Thì ông chơi nguyên bài chuột trên mình tôi á. Xăm nguyên bài chuột trên mình tôi. Ông đè tôi xuống xăm nguyên bài chuột. Mai là bắt có một hai con thôi nha. Nhưng mà tôi tung chạy không được á là chết tôi rồi. Hai ông thấy chuột sao dữ đâu. Vì lý do đó mà tôi trốn khỏi sư môn. Sao có sức môn, sức môn gì. Thì giờ sao? Quăng ngủ sân như sao? Đưa đi. Quăng ngủ sân, đi đi. Lý do đó mà từ đó tới giờ chưa bao giờ tôi dám soi gương người tôi. Là kể từ lúc đó tới bây giờ đó, tôi chưa bây giờ tôi tắm tôi dám nhìn cho mình thôi. Về sao con? Về vậy sao? Vậy giờ sao? Vậy sao? Vậy giờ sao? Quăng ông xuống sông thế sao? Quăng ông xuống sông. Đi đi. Đúng rồi. Lui ra. Thằng kia nhào vô là quơ là nhảy ra. Lui ra. Đó, cắn luôn ra. Chậm liền. Anh vừa quơ liền. Qua đây là anh quơ qua đây liền. Nhà quơ qua đây là đây giặt qua đây. Xin lỗi. Quơ. Chết ra. Chết ra. Bên cái ông. Tính nhào tới nè. Ra chỉ cần con nhỏ đó thôi. Không làm gì cái ông. Đúng. Vậy ở lại nha con. Quay lại. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên áo mà. Đứng lên dòm anh. Dòm anh nè. Vừa anh vừa ôm em dòm anh nè. Ok. Rồi, ok. Hiểu rồi. Ok là tránh ông nội kia. Ông nội. Sao mặc đồ trong đây không? Ấy da, cảnh sao không mặc đồ. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, thật ra cũng hơi khó á mọi người. Giờ đó làm sao rút luôn đi chứ. Nên giảm mặt cái chữ. Rồi phích chân trước à. Đây là một trong những cái cảnh mà phải nói là rất là cực và kỳ công. Và diễn viên của cái cảnh này không là phải hơn 20 người. Cả ekip nữa là phải 50 người. Đúng rồi. Cảnh này. Ước gì mình được tháo cái dây này ra ha, là tất cả ở đây là canh giết hết. Ủa cái Hư. Bây giờ chị thầy bắt với chồng mình muốn chụp thầy với chồng. Rồi cảm ơn mọi người nha, bây giờ mình phải tập trung mình quay rồi. Chào mọi người nha. Đủ đâu nha. Từ ngoài vô nè. Rồi quay tập nào. Nhảy luôn ơi coi. Từ ngoài vô. Tập từ nãy giờ không hỏi giờ từ đâu vô. Anh Cương giờ này sắp xong dây rồi. Tập rồi từ nãy giờ cuối rồi. 2, 3, giết, vô. Anh ơi. Rồi hay là em sạc đây đi. Anh ơi. Bụng mới nấp luôn hả? Rồi nhìn thấy chậm. Mình không cần sát nữa. Đó, đứng như này. Đừng cho đừng chạy ra đó.
Nếu tụi bay nếu thế thứ ba thì một tay giao người, một tay giao qua đi. Được. Buông ra này. Quan. Chú. Quy. Không, vậy nó mới đẹp nè. Tay này đưa qua nè. Là tay kia nắm rồi. Rồi. Đây là tay nó chung trọng đây. Nắm tay chung trọng nắm tay chấp. Để quản đây. Được, dạ, đưa nó đưa qua, đưa xin đưa. Ờ, nè, đưa nè. Bỏ hút ra hết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, mở lại của anh nè. Xả được ai nữa, xả được ai. Tiêu diệt tụi đó cho tao. Không, không giữ lời hứa. Ông nói trả vali, ông thả tụi tôi mà. Ai giữ lời hứa với cái thằng mọc xà lót. Hôm nay em bắt đưa nó bị gãy. Gãy, 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 gãy. À, anh cho nó không, của sân bay đứng đi vậy. Đó là một người đứng đi vậy. Nó nhắn được cái đó. Tao kêu tụi bay giết tụi nó. Tao kêu tụi bay giết tụi nó. Dạ. Cái gì mày? Đưa dao lên. Ê, 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 ổng người bên kia kìa, bên kia. Dạ, bên kia, kia, phước đấy. Thấy rồi, để ở sau chứ. Phước, bên kia, để cho mạnh chứ. Ê, đau mày đau. Kiệt, ông đâu ông chỗ kìa. Đã quy phục tôi hết rồi. Chú. Mày. Ông chỉ là con chó già. Ông chỉ là con chó già. Từ nay cô sẽ thay ông làm ông chùm mới. Từ nay cô sẽ thay ông làm ông chùm mới. Có đẹp. Mày dám mưu từ trước. Hèn chi tao thấy mày. Ông lấy lớp, lớp đó điện thoại là tao biết rồi. Biết cái gì? Tao đi rồi. Cái đó tôi điện cho má tôi, má tôi hỏi tôi lấy vợ tôi không chịu. Nào ngồi xuống mới mới cọc tay. Mấy này từ lực mấy này, mấy này, mấy này, mấy này. Tôi nắm hết được vậy. Tôi nắm với nắm hết được gì. Bây giờ cho nó về cho nó. Cho cái cuối cùng mới đè xuống cái cổ anh luôn. Cái đó là má tôi điện hỏi tôi cái gì. Thôi lâu nay tôi đã nắm hết đường dây mua bán từ Nam ra Bắc Quan rồi. Bây giờ chỉ còn bước cuối là tiêu diệt ông mà. Mày là đàn em không thành tao tại sao mày vậy? Ông anh đó, đi ngoài lần đó. Bây giờ tôi phải động đưa ông vô thăm bà ông không có người em. Bây giờ tôi sẽ đưa ông về thăm ông bà ông mà không có tiền. Mày! Mày là thằng em trung thành với tao nhất, tại sao bây giờ mày như vậy? Hả? Tôi là cảm ơn thằng Kiều. Nó nói là tại sao tôi ngốc bao nhiêu năm nay trong khi tôi khả năng thay thế không được. Trần giới bị ghé là thằng ngu đó. Nó không ngu đâu, nó rất là thông minh. Cả lũ chúng mày chó phản bội. Nó rất là thông minh, nhờ nó mà tôi mới chiêu mộ tất cả anh em. Nó không ngu đâu, nó rất là thông minh, nhờ nó mà tôi chiêu mộ hết tất cả anh em. Cả lũ chúng mày là lũ lũ phản bội. Ông thì cũng giống ông đó. Cũng giống ông thôi. Cái này người ta gọi là nghiệp của. Giống ông thôi, ông phản bội phụ thuộc của ông. Cái này người ta gọi là nghiệp của. Nắm lên đi. Cái lũ chúng mày là cái lũ phản bội. Mẹ mở tay đi mẹ. Mẹ. Bẻ ngược. À. Đó. Đâu? Ngồi xuống luôn, đè xuống. Cũng giống ông thôi. Cũng giống ông thôi. Đó, vừa bẻ vừa nói cũng giống ông thôi. Không phải bội chứ. Cái này gọi là. Đó mày lại đâu? Mày dám không bỏ tao mày dịnh đúng không? Đó. Rồi giơ áo đó. Cho mượn dây đó. Chốt lại cho tao. Chốt lại cho tao. Dạ, nè cho mượn xem cho mượn dây nè. Rồi thôi luôn. Không con mày ở đây nên cho có. Được rồi, đó, đúng rồi. Đứng lại. Ủa, chuyện trong nhà mấy anh tự vô quyết đi. Tao xử ông xong. Tới miên tụi bay. Đứng lại. Làm cái này cho ông lại rồi. Đứng lại. Tụi bay, xử nó. Đứng lại. Tụi bay, xử nó. Anh hai kìa. Anh không vui nha. Diễn nữa chứ. Làm mơ mất quán hả mày? Tao mới cho mày mượn xe dây rồi quýnh tao hả mày? Quýnh đó. Quýnh thằng sòi ông chứ. Phải đã. Hồi nãy gì nữa quýnh đó. Bây giờ nè, từ từ để anh hai với anh Lâm. Không, mày biết rồi. Anh Lâm với hai rồi sao đi? Có hai thằng sao rồi kìa.
Rồi về về đây nè. Đó con đã. Là chúng là chúng ba lại. Quay mặt đây. Rồi đi vòng tròn. Đó, đi vòng tròn. Nè. Rồi em quýnh không? Quýnh luôn. Cái gì? Em quýnh luôn ha. Có, quýnh. Không em nói gì anh rồi. Rồi chút. Rồi, hai người này, hai người này. Quýnh này thôi, đừng quýnh tay nha. Rồi, cái đó, mình phải trước. Thôi, nhanh. Rồi xong. Không ai. Mình tới đây thôi nha. Cắt, nó quýnh không sao. Rồi. Anh cứ giải quyết một người đó thôi. Máy chạy chưa? Máy chạy. 3 2 1 diễn vô. Anh Lâm, anh ơi. Anh ơi. Đất. Quang Ly sao đâu? Đây nè, thấy rồi còn hỏi nữa. Chú đây. Làm gì lớn tiếng vậy anh chú? Muốn lấy nó phải dễ. Thả người rồi đi mới lấy được nó chứ. Nếu ta thả người mà mày không đưa Quang Ly được sao? Trời ơi. Tụi tôi đứng ở đây rồi, khu này là của ông. Sao tôi dám làm gì? Ủa, ngang. Thả người đi. Bây giờ tao đếm 1, 2, 3. Một bên thả người, một bên trao qua đi. Ok. Ok. Được. 1 2 3 Tiêu diệt tụi đoán cho tao. Hey. Gì vậy? Mày làm cái thổ dưới vậy mày? Ê mày, tại sao mày đứng đó? Tại sao vậy? Tụi bây là khoa tử ấy rồi hả? Tiêu diệt tao nha tao. Dạ. Mày gì vậy? Hả? Gì nữa đây? À, đâu rồi, đâu rồi? Mấy anh em đã quy phục tôi hết rồi. Là sao? Dạ. Bây giờ ông chỉ là một con chó già thôi. Băng đảng này để tôi thay thế ông làm trùm. Mày! Thằng chó đẻ. Hèn chi thấy mày lén lén lúc lúc điện thoại cho người này người khác. Cái đó là má tôi điện thoại hối tôi lấy vợ. Bao năm nay đường dây mua bán từ Nam ra Bắc của ông tôi đã nắm hết. Chỉ còn bước cuối cùng là cho ông về thăm ông bà, không tốn tiền xe mà thôi. Mẹ mày, tao thương mày nhất trong bọn, tại sao mày phản tao? Thương à, bấy lâu nay tôi cung phụng ông, ông coi tôi như là một con chó. Thời điểm tôi thay thế ông đã tới rồi. Thằng Kiều nó nói đúng, nhờ nó mà mấy anh em mới quy phục tôi. Tại sao? Tại sao mày nghe là thằng chó đó? Thằng ngu đó? Ừ? Giờ áo. Đâu? Ừ. Tôi phản ông cũng giống như ông phản sư phụ ông. Cái này gọi là nghiệp quật đó. Trở lại. Chị Nam. Cảm ơn. Huy. Chị nghe là bỏ tự giải quyết ngay thì tôi dẫn đi nha. Đi đâu? Gì vậy? Tao xử thằng này xong. Tại vì tao xử tụi mày. Ê, chơi gì không vui nha bạn. Nè. Phải, tụi đi đâu? Đợi mấy. Cái gì? Cái gì? Cột vô trong cái ghế nè. Cái gọn.